nắng dưới ta. Ngồi với mấy nhỏ nè, cho vui. Ừ. Ngồi với mấy nhỏ ăn cho vui. Ăn với mấy nhỏ là cho vui. Đưa lên mạng luôn. Ngồi ăn hủ tiếu nè. Cơm mà đứa nào tôi ăn cơm không á hả? Cơm không? Ôi bên chị mở quán nữa rồi hả? À, thị chị mở quán nữa rồi. Được. Mở quán nữa rồi. Chị mở quán nữa nha, mặt mới qua mở. Thiệt tình chứ. Mù xe đông quá ra, sáng xe đông quá ra. Thôi ăn